tâm, tôi luôn là người đóng vai hiền. Mới đây, tập đầu tiên của chương trình Việt Nam Idol 2013 đã lên sóng với sự tham gia của ban giám khảo là ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Quang Dũng. Được biết, cả ba giám khảo đều từng gắn bó với Việt Nam Idol. Trở lại game show âm nhạc đình đám sau nhiều năm, Mỹ Tâm tỏ ra vô cùng hào hứng. 7 năm rồi tôi mới gặp lại anh Huy Tuấn và anh Quang Dũng. Tôi rất vui, tới chương trình này khiến tôi có cảm giác có gì đó rất gợi nhớ. Tôi khá cảm xúc nên khi đến Việt Nam Idol, đó là lý do tôi nhận lời tham gia Việt Nam Idol. Mọi thứ năm nay khác rất nhiều. Đạo diễn Quang Dũng nghe vậy liền nói luôn, vì có Mỹ Tâm nên tôi mới tham gia Việt Nam Idol. Nhạc sĩ Huy Tuấn tiếp lời, tôi thì nghe có Quang Dũng, Mỹ Tâm là cũng phải đồng ý luôn. Được biết, mùa thi Việt Nam Idol năm nay tập trung tìm kiếm thế hệ idol mới. Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ về tiêu chí chọn lựa thí sinh của mình. Tôi vẫn chọn một idol phải có tất cả, thí sinh đó phải có ngoại hình, sự trẻ trung, năng động, gu thẩm mỹ và giọng hát. Đạo diễn Quang Dũng bày tỏ, điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm xúc, chất riêng. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới về một idol. Ca sĩ Mỹ Tâm nhận định, bây giờ các ca sĩ đều rất giỏi, các bạn có thể tự làm nhạc, viết được nhạc, chơi nhạc cụ và làm nhà sản xuất. Nếu các bạn có thêm ngoại hình, giọng hát, gu thẩm mỹ nữa thì quá hoàn hảo. Mỹ Tâm khá thân thiện nhưng cũng rất nghiêm túc trong việc chấm thí sinh. Ngay từ thí sinh đầu tiên là Võ Quang Vinh, cô đã nhận xét thẳng thắn, bạn có khả năng sáng tác tốt, bài hát hợp trend nhưng giọng chưa thoát lắm. Có lẽ do bạn bị run nên nốt cao chưa được mở, xử lý giọng giả thanh, cũng hơi có vấn đề, một số độ cao chưa được chuẩn. Nhưng cuối cùng Mỹ Tâm vẫn để Võ Quang Vinh đi tiếp. Cô nói với Huy Tuấn, tôi luôn là người đóng vai hiền. Thí sinh tiếp theo là Dương Thành Đạt. Thí sinh này khá gây bất ngờ khi tiết lộ mình từng đóng MV của Mỹ Tâm. Không những vậy, thí sinh này còn từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và từng đi làm được 2 năm, nhưng vì quá đam mê âm nhạc nên đã xin xuất ngũ để theo nghề. Anh chàng đi thi vì muốn chứng minh cho bố mẹ thấy thực lực của mình để bố mẹ yên tâm, đồng thời phát triển sự nghiệp. Sau khi nghe Dương Thành Đạt trình diễn xong, Quang Dũng không chấp nhận cho thí sinh này đi tiếp vì chưa phù hợp với tiêu chí, còn Mỹ Tâm lại đồng ý và nói, giọng hát của bạn có tình cảm, bạn có rất nhiều tiềm năng. Về cá nhân, tôi rất muốn cho bạn đi tiếp, tôi rất rạch ròi tình cảm và công việc, nhờ đó thí sinh này đã được vào vòng trong. Chương trình tuần này có một thí sinh khá nổi tiếng là Mai Kim Liên, hot tiktoker với hơn 2 triệu lượt follow trên mạng. Tuy nhiên, giọng hát của Mai Kim Liên không làm hài lòng cả ba giám khảo nên không được chọn, Mỹ Tâm thẳng thắn nhận định. Tôi nghĩ bạn hát vui thôi, chứ nếu muốn đi theo nghề thì bạn phải luyện thanh cho giọng thoát ra, hiện tại bạn đang bị nén vào. Được cái giọng bạn nghe rất khỏe, thí sinh Nguyễn Lâm Phúc lại gây ấn tượng với giọng hát trưởng thành dù mới ở tuổi 19, Mỹ Tâm cũng so sánh giọng hát của Lâm Phúc có màu gì đó giống học trò của tôi nhưng sáng hơn giọng Đức Phúc, chắc hơn. Ở độ tuổi của Đức Phúc ngày xưa thì không hát được như vậy, tôi rất ngạc nhiên ở cách xử lý, cách hát của Lâm Phúc, giọng hát của bạn rất tình cảm. Cả ba giám khảo đã cho thí sinh này vào vòng trong.